gì đây? Thế này là thế nào? Rõ ràng là con mang bầu mà. Tôi không muốn cả nhà tôi làm trò hề trong mắt của cô nữa. Em không... Mưu toan em... bại lộ. Kể từ ngày hôm nay, tôi và cô kết thúc. Sự thật lên tiếng. Với gương mặt của tôi, cô sẽ có được tất cả những thứ thuộc về tôi hay sao? Tôi cho cô một con đường luôn. Tận thú đi, ngay lập tức. Cái gì? Trả lại đúng vị trí của hai gương mặt. Đây là cách duy nhất để tôi và anh không bị truy tố ra tòa. Ngay lập tức chuyển trước cho anh 20 tỷ. Và khi cái ác bị dồn đến bước đường cùng, điều gì sẽ xảy ra? Cô nói là cô đã bày sẵn một bàn tiệc để bác sĩ Tài và cô tạ lỗi với em. Tôi đã gửi địa chỉ cho anh rồi nha. Đón xem những diễn biến cuối đầy gây cấn của bộ phim truyện Việt Nam Đánh Cắp Số Phận, 20 giờ các buổi tối từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 1 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.